nó bị khớp luôn. Thì mình đi vô trong vườn nữa ba. Thấy anh đến chuẩn bị lên cái cây sạc cừ này nha. Nằm trong cái vườn chuối nha mà. Giờ sáng chuẩn bị thời gian nha. Đi luôn Hiếu ơi. Ui, lên luôn à, còn Hiếu tiếp em Hiếu. Ồ lên tiếp. Từ thôi mấy ông nội. Được rồi, tới đó được rồi. Từ lên được rồi ơi. Kéo quá trời kéo luôn. Ủa gì chứ nhẹ tao cha đi dù chứ. Cán cảnh em làm quá tịch luôn. Đủ mà kéo trong 4 lần. Anh đang xuống rồi, đến rồi, cứu. Kệ đó đâu? Kệ đó là đưa xe nó vô đường nào? Thấy nó vậy thôi mà đi đường đó cao luôn bây giờ. Đường này được nè. Đường này nè. Quá bụi rồi. Trời gió. Nằm xuôi trên bờ nè. Đường bờ. Thành đó rồi, ngã rồi đó mà kéo gì. Nằm xuôi bờ khỏi kéo. Dạ. Được, được, sụ vô à. Nhấp ngay cái chỗ cái còng lên đó. Thôi đi. Nhân đi. Ờ. Được. Cho xuống được, thì cho đi. Thử nào xuống không? Dạ. Bảy giây. Hãy cho gấp luôn nha mình. Đây cái bằng đấy. Quá đẹp luôn. Tết xanh. Cảm ơn các bạn. Xin kết thúc clip này đây nha. Các bạn clip tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn nha. Cái này khá nhanh nha. Cá củi mình ăn hết luôn. Mình vẫn lấy củi hết luôn. Lấy dầm máy lên đây bộ.